Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được so sánh cho anh em về một chiếc xe Hyundai Tucson giữa phiên bản máy xăng bản đặc biệt và máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Cũng như là em sẽ so sánh cho anh em thứ nhất là về phần giá xe này, về những tính năng option của hai chiếc xe này thì có sự khác biệt với nhau những điều gì không, thì em xin phép được đi vào giới thiệu cho anh em một cái chi tiết và cụ thể nhá. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em đầu tiên về phần giá xe ạ. Đối với bản máy xăng bản đặc biệt đây ạ, đây là chiếc xe máy xăng bản đặc biệt nhá, Tucson máy xăng bản đặc biệt với giá limit nó đang là 878 triệu ạ. Vậy thì giờ giá bán của đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 862 triệu nhá. Đấy, phần giá xe của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Còn đây là chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn ạ, với giá limit nó đang là 799 triệu ạ. Thì vậy hiện tại giờ đại lý của chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 784 triệu nhá. 784 triệu cho chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn sản xuất 2020 đấy ạ. Còn máy xăng bản đặc biệt thì đang là 862 triệu đấy nhá. Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt giữa hai chiếc xe này với giá cả lệch nhau nhiều như vậy, thì có những tính năng option gì để tạo sự khác biệt hay không, thì em xin phép được đi vào chi tiết và cụ thể cho anh em ạ. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em đầu tiên đó chính là phần mặt lưới ca lăng nhá. Đây là chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn, mặt lưới ca lăng của nó thì có hai chiếc xe đều hoàn toàn giống nhau ạ. Cũng là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước ạ. Viền xung quanh là mạ chrome nhé. Đấy. Còn đây là bản đặc biệt ạ. Bản đặc biệt thì nó cũng giống như vậy thôi ạ. Đấy, nó giống nhau nhé. Hoàn toàn giống nhau luôn đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa. Đó chính là những cái cụm đèn. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt thì cụm đèn phía trước của nó sẽ là cụm đèn full LED nhé. Cả đèn cốt với đèn pha. Còn bản tiêu chuẩn này thì cụm đèn nó chỉ là đèn halogen thôi ạ. Đèn halogen phản xạ đôi hướng nhé. Anh em nhìn đây chúng em này. À, xin lỗi ạ, đèn halogen phản xạ đa hướng và bản dạng projector ạ, đây ạ. Còn bản đặc biệt thì sẽ là đèn full LED luôn này. Full LED luôn này. Đó, đấy là sự khác biệt nhá. Về cụm đèn phía trước nhá. Đèn gầm thì giống hoàn toàn với nhau đấy ạ. Đèn gầm sẽ giống hoàn toàn giống nhau nhá. Cả nó là đèn halogen phản xạ đa hướng ạ. Tích hợp trên đấy đó chính là đèn led ban ngày. Đấy, hoàn toàn giống nhau nhá. Đấy là bản đặc biệt ạ. Còn đây bản tiêu chuẩn. Giống nhau nhá, giống hoàn toàn giống nhau đấy ạ. Ok, em giới thiệu anh em về phần sườn xe ạ. Sườn xe của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn này thì sườn xe thì nó cũng dập lỗi rất là nhiều, cũng giống như bản đặc biệt thôi ạ. Đó, đây là hai phiên bản giống hoàn toàn nhau nhá. Giống hoàn toàn nhau đấy ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần la răng của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt này thì la răng của nó là la răng vành đúc hợp kim nhôm nhá. Màu là màu xám khói đấy ạ, màu xám khói đấy nhá. Đấy, vành thì nó sẽ là vành 18 inch ạ. Vành 18 inch nhá. Còn đây là bản tiêu chuẩn ạ. Còn bản tiêu chuẩn nó thì sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, màu sẽ là màu bạc ạ. Vành 17 inch nhá. Đấy, nó sự khác biệt đó là vành 17 inch và vành 18 inch ạ. Được chưa? Hệ thống các cái tính năng an toàn đi theo các phanh này thì đều giống nhau rất là nhiều, ví như là phanh ABS này, cân điện tử xe ESC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, rất nhiều cái tính năng an toàn khác thì nó sẽ giống nhau nhá. Đó. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn thì giống như bản đặc biệt thôi ạ. Cũng là cùng màu thân xe nhá. Nó sẽ giống nhau, nó là cùng màu thân xe và tích hợp trên đấy là xi nhan trên gương ạ. Nó hoàn toàn giống nhau nhá. Đây ạ, đây là bản đặc biệt đây nhá. Anh xem bản đặc biệt này. Thì nó hoàn toàn giống nhau nhá. Cũng là xi nhan sẽ là cùng màu thân xe và tích hợp trên đấy nó sẽ là có xi nhan trên gương, nó ra xi nhan đèn led nhá. Đây, em giới thiệu cho anh em về tay lắm cửa của bản đặc biệt này thì tay lắm cửa mạ chrome nhé, cho cả bốn cánh cửa đi ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm ạ. Còn đây là bản tiêu chuẩn đây ạ. Còn bản tiêu chuẩn đấy cũng giống như bản đặc biệt nhé, là cũng ta tay lắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa và tích hợp trên đấy sẽ có nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh thì sẽ có nút bấm đấy ạ. Chưa, đây ạ. Tay lắm cửa cho cả bốn cánh cửa, đây cho bài xe tiêu chuẩn này. Đó. Ok, giờ em sẽ sang phần đuôi xe của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn thì nó có khác gì nhau không nhá. Đây ạ, đây là bản đặc biệt ạ.
cụm đèn của nó thì hoàn toàn giống nhau, thì sẽ là giống hoàn toàn giống nhau về phần đuôi xe nhé. Đó chính là đèn phía sau cũng là đèn halogen. Đèn halogen thôi ạ, nó chạy từ phần sườn xe trên phần đuôi xe. Đó. Đây phần tổng quan về phần đuôi xe cũng giống hoàn toàn giống nhau nhé. À, đây, đây là bản đặc biệt ạ. Còn đây là bản tiêu chuẩn này. Bản tiêu chuẩn này. Cũng hệ thống đèn nó sẽ giống, sau sẽ giống hoàn toàn với nhau. Và cái tổng quan về đuôi sau sẽ giống y hệt nhau luôn nhé. Còn giới thiệu anh em về trần xe. Trần xe của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn ấy, thì sẽ là trần của nó sẽ là trần trần phẳng thôi ạ. Nó tích hợp trên đấy đó chính là có là giá lắp khoai thanh ấy, màu bạc nhé. Màu bạc nhé. Và có anten vây cá rồi. Còn đây là còn bản đặc biệt thì sẽ là, nó sẽ là anten vây cá màu đen nhé. Và giá lắp khoai thanh sẽ là cũng là màu đen ạ. Và trên trần xe thì sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhé. Còn bản tiêu chuẩn đây thì sẽ không có. Bản tiêu chuẩn thì bên kia sẽ không có nhé. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đây, đây sẽ bản tiêu chuẩn cho anh em ạ. Đây, bản tiêu chuẩn sẽ không có cửa sổ trời nhé. Nó là một tôn đấy ạ, tôn phẳng đấy ạ. Đó. Đây, em giới thiệu cho anh em tiếp theo những cái sự khác biệt nữa. Đó chính là mức teo nhiên liệu ạ. Đây là mức teo nhiên liệu của chiếc xe Hyundai Tucson, máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. À, trong đô thị sẽ đang là 9 lít 67 ạ. Và ngoài đô thị đang là 6 lít 67 nhá. À 64 nhá. Và kết hợp trung bình nó đang là 7 lít 77 đấy ạ. Còn đây, em sẽ đi sang phần chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt thì xem nó có cái gì nữa không ạ? Khác biệt gì không ạ? Đó, đây chính là mức teo nhiên liệu của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt đấy ạ. Ở trong đô thị đang là 11,2 lít nhá. Và ngoài đô thị đang là 7,16 lít nhá. Và kết hợp trung bình đó đang là 8 lít 65. Lệch nhau như thế gần 1 lít đấy ạ. Tại sao lại có sự khác biệt? Cùng một động cơ giống nhau, cùng hộp số giống nhau, tại sao lại sự khác biệt giữa một chiếc xe bản tiêu chuẩn và đặc biệt? Nếu anh em nào có thể biết hơn thì anh em hãy comment phía dưới để cùng cho anh em khác biết được tại sao sự khác biệt giữa bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt này lại sự khác biệt với teo nhiên liệu đến như vậy ạ. Sự khác biệt tiếp theo nữa đó chính là cái cốp sau nhá, mở cốp sau nhá. Đây em sẽ quay cho anh em xem này. Đằng sau này thì ví dụ như là các tính năng an toàn giống nhau này, giống nhau luôn này, gồm có cảm biến lùi, cảm bản tiêu chuẩn, cảm biến lùi giống nhau nhá. Cốp tại sao em bảo là có sự khác nhau? Đó chính là có bản đặc biệt này thì sẽ là có cốp điện đấy ạ. Em sẽ bấm nút này, nó sẽ mở lên luôn ạ. Đó, cửa rồi. Đây ạ. Đấy, có điện đúng không ạ? Thì còn bản tiêu chuẩn kia thì cốp sau sẽ là cốp cơ nhé. Đây, em sẽ giờ quay sang bên bản tiêu chuẩn này. Xem có mở được cốp không ạ? Đây ạ. Đây nhá, em sẽ bấm nhanh nhá. Không mở được nhá, phải dùng tay nhá. Phải dùng tay này. Đó, phải dùng tay như thế này thì mới mở ra được ạ. Được chưa? Đấy là cũng sự khác biệt rồi. Nó không phải cốp điện mà là cốp cơ nhá. Và sự khác biệt tiếp theo nữa đó chính là cốp sau của chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn sẽ không có thêm tấm chắn đồ đằng này. Đây ạ, tấm chắn đồ như bản đặc biệt thì sẽ có nhá. Đây em sẽ sang đến bản đặc biệt để giới thiệu cho anh em xem là có không ạ. Đây anh em nhé, bản đặc biệt thì sẽ có thêm tấm chắn đồ đấy ạ. Đây tấm chắn đấy ạ. Ok chưa ạ? Đó là sự khác biệt tiếp theo nữa. Ok, giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất để xem anh em xem là có sự khác biệt gì nữa không, để em giới thiệu cho anh em giữa hai chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn ạ. Giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian rất là rộng rãi và sang trọng ạ. Và bản đặc biệt này thì sẽ hàng ghế nó sẽ là ghế da nhé. Ghế da và chỉnh điện 10 hướng. Còn giờ em sẽ sang bên bản tiêu chuẩn thì nó có giống nhau hay không hay khác nhau hay không, điều gì không, thì em xin phép được đi vào chi tiết cho anh em về bản tiêu chuẩn nhé. Giờ em giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Thì nó sẽ giống như là bản đặc biệt, nó hoàn toàn giống nhau về không gian nội thất đến chất lượng ghế da. Và bên ghế lái sẽ được chỉnh điện 10 hướng giống như bản đặc biệt đấy ạ, chỉnh điện 10 hướng nhé. Nhưng mà sự khác biệt đối với hàng ghế đó chính là bên ghế phụ của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn ghế sẽ là ghế chỉnh cơ, còn bản đặc biệt thì sẽ là ghế chỉnh điện. Giờ em sẽ đi vào chi tiết cho anh em xem cụ thể ạ. Anh em ơi, đây là hàng ghế của bên ghế phụ của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt. Thì ghế phụ sẽ là ghế chỉnh điện đây nhá, chỉnh điện này. Chỉnh điện này, chỉnh điện 6 hướng nhá. Còn giờ em sẽ sang bản tiêu chuẩn, nó có chỉnh điện để chỉnh cơ không ạ?
Đây anh em ơi, đây hàng ghế phụ của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn. Ghế ra là ghế chỉnh cơ nhá. Chỉnh cơ này. Đó, chỉnh cơ. Chỉnh cơ nhá, không phải chỉnh điện ạ. Ok, giờ em đi xem là bây giờ chi tiết ở bên trong nữa, xe có gì nữa không ạ. Còn đây là bên cánh cửa, điều chỉnh gương của bên cánh cửa của bên cái lái thì xem là có sự giống nhau hay khác nhau ạ. À, đầu tiên là bên đây là chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt nhá. Xe là cục gương tự động này. Điều chỉnh điện cho bốn hướng cho cả hai bên gương chiếu hậu, bên ngoài xe, khóa kính và tự động lên xuống cho ghế, cho kính lái bên ghế lái nhá. Tự động lên và xuống đấy ạ. Ok, giờ em sẽ đi bản tiêu chuẩn xem có sự khác biệt không. Đây là bản tiêu chuẩn ạ. Bản tiêu chuẩn thì giống như là bản đặc biệt thôi ạ. Cũng là cục gương tự động ạ. Điều chỉnh bốn mặt gương thôi. Và khóa kính và tự động lên xuống cho bên ghế lái nhá. Ok, giờ em sang bên phần vô lăng có sự khác biệt gì không ạ? Đây em giới thiệu cho anh em phần vô lăng của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt. Về vô lăng của chiếc xe Tucson bản đặc biệt này sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu nhá. Và viền này sẽ được mạ chrome, nhìn rất là sang trọng và được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Tích hợp trên bản đặc biệt này thì sẽ nó có những gì ạ? Đó là đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và bên này sẽ là có cruise control nhá, là ga tự động đấy ạ. Đó. Và chỉnh sẽ được chỉnh cơ bốn hướng gật gù và lên xuống ạ. Giờ em sẽ sang bên bản tiêu chuẩn xem là có sự khác biệt không ạ. Em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe vô lăng của chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn ạ. Nó cũng được là vô lăng là sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Viền chỗ này là mạ chrome này và được bọc da sờ cũng rất là mềm mại ạ. Nhưng mà có sự khác biệt đó chính là có cruise control, bản này sẽ không có nhá. Bản đặc biệt mình sẽ có đúng không ạ? Và bên này thì sẽ giống nhau, đó chính là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Đó. Và chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn này sẽ là có hai túi khí thôi nhá. Nhưng mà bản đặc biệt sẽ là có 6 túi khí đấy ạ. Hai túi khí cho bên ghế lái và bên phụ ạ. Bên kia thì bản đặc biệt sẽ là tổng có 6 túi khí nhá. Cho cả túi khí rèm và túi khí bên hông đấy ạ. Ok, giờ em sẽ đi vào bên trong chi tiết về cho anh em về bản đồ táp lô có sự khác biệt gì không ạ. Em sẽ đi vào bên trong nhé. Đầu tiên đó là chiếc xe Tucson bản đặc biệt đây. Thì nó sẽ là chìa khóa thông minh một chạm nhé. Màu xanh dương nhìn rất sang trọng. Rồi em sẽ bật on lên. Bản đồng hồ tắp lô của chiếc xe này thì có sự khác biệt so với cả bản tiêu chuẩn hay không. Đấy, đây là bản đồng hồ tắp lô. Nó là ánh sáng đơn sắc thôi. Nó không có gì nó quá nổi bật cả. Nó không có gì quá nổi bật nhé. Đấy, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng thôi. Nhưng đầy đủ rất là các nhiều thông tin. Đây là vòng tua động cơ này. Nhiệt độ nước là mát này. Công tơ mét này và mức nhiên liệu nhá. Và đây là màn hình hiển thị thông tin để cài đặt các cái thông tin ở đó bên trong. Vậy thì bản tiêu chuẩn thì có sự khác biệt gì không? Giờ em đi sang bên bản tiêu chuẩn cho anh em. Đây em giới thiệu cho anh em về bản tiêu chuẩn. Đây nó cũng là ánh sáng màu xanh dương nhá. Nhìn rất là sang trọng và rất là dễ quan sát. Giờ em sẽ bật on lên xem có sự khác biệt không ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về màn hình hiển thị đa thông tin, bản đồng hồ táp lô của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn thì nó cũng giống như bản đặc biệt, nó sử dụng ánh sáng đơn sắc màu trắng nó chủ đạo và các màu đỏ, màu vàng, nó là các màu đèn cảnh báo á. Cũng là đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước là mát này và các cái tính năng khác sẽ giống như nhau nhá. Ok, giờ em sẽ sang giới thiệu cho anh em về các cái hệ thống điều chỉnh hệ thống đèn và gạt mưa thì bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn có sự khác biệt không ạ? Giới thiệu cho anh em về các cái hệ thống điều chỉnh về hệ thống đèn và gạt mưa của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Nó sẽ có cái chế độ auto này, là auto là gì nữa? Là tự động bật đèn sáng khi vào trời tối và hầm tối. Thì theo em thì anh em lên đến luôn luôn để chế độ auto này, nó rất là thuận tiện. Đấy. Còn bản gạt mưa thì nó cái này thì sẽ không có chế độ auto nhá. Ví dụ Hyundai Accent thì cũng đã có rồi, đây một điểm trừ chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt. Và bản tiêu chuẩn cũng sẽ không có nhá. Đó, nó chỉ là các cái cơ bản thôi ạ. Giờ em sẽ sang bên bản tiêu chuẩn để giới thiệu cho anh em nhé. Về phần gạt mưa và bên hệ điều chỉnh về hệ thống đèn có sự khác biệt gì không. Đây là chiếc xe về điều chỉnh về hệ thống đèn và gạt mưa của chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn. Nó cũng sẽ có chế độ auto như là bản đặc biệt nhé. Đấy, và bên cần gạt mưa thì cũng không có chế độ auto giống bản đặc biệt đâu ạ. Đó, hai cái nó giống hoàn toàn nhau nhé. Giờ em sẽ đi sang về màn hình giải trí và các hệ thống điều hòa của hai chiếc xe này có sự khác biệt nhau gì không ạ? Đây em giới thiệu cho anh em về hệ thống âm thanh giải trí của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt ạ. Mới màn hình nó ra màn hình cảm ứng 7 inch ạ.
có kết nối AUX này, USB, Bluetooth, có cả định vị nhá, anh em đang chỉ đường nhá. Và hệ thống loa thế là có 6 loa đấy ạ. Vậy thì em sẽ sang bên bản tiêu chuẩn xem là có sự khác biệt nhau gì không. Đây là màn hình giải trí của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn ạ. Thì hoàn toàn sẽ giống như là bản đặc biệt nhá, sẽ là có màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối mà có iOS, USB, Bluetooth và có định vị đấy ạ. Ok, giống hoàn toàn nhau nhá, vẫn số lượng loa là 6 loa đấy ạ. Giờ em sẽ đi sang về bên hệ thống điều hòa thì có sự khác biệt nhau điều không. Đây, em giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt sản xuất 2020 ạ. Thì nó sẽ là sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau nhá. Điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau. Đó. Đây ạ, đây là hệ thống auto này. Và cửa gió điều hòa nó đây ạ, các cửa gió đây nhá. Viền xung quanh mạ chrome. Và bên này cũng là viền mạ chrome nhá, nhìn rất là sang trọng ạ. Giờ em sang bên bản tiêu chuẩn để xem là có sự khác biệt điều gì không. Đây, hệ thống điều hòa của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn thì em đánh giá nó cũng giống y như là bản đặc biệt, cũng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau nhá. Hai vùng độc lập đấy ạ. Và đây các cửa gió điều hòa cũng được viền xung quanh mạ chrome, nhìn rất là sang trọng ạ. Vậy thì hệ thống điều hòa hoàn toàn giống nhau nhá. Giờ em sẽ đi phẩm phía dưới để có sự khác biệt gì nữa không ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em tiếp theo phía dưới này sẽ là có cái gì ạ. Có tẩu thuốc lá này, có cái lối AUX này, USB này và cổng điện 12V nhé. Và phía dưới này thì sẽ là có sạc thông minh IQ đấy ạ. Sạc thông minh IQ là dành cho đặt cho điện thoại Samsung này, iPhone 8 trở lên nhé. Thì sẽ là sạc thông minh IQ nó sẽ được sử dụng. Vậy thì sang bản tiêu chuẩn sẽ có hay không? Đây là dành cho bản đặc biệt nhé. Còn bản tiêu chuẩn sẽ có hay không ạ? Đây, em giới thiệu cho anh em về chiếc xe phía dưới này của chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn đấy ạ. Cũng là sẽ có tẩu thuốc lá này, kết nối AUX này, USB và cổng điện 12V nhé. Nhưng mà ở phía dưới này thì sẽ không có sạc thông minh IQ đâu ạ. Sẽ không có sạc thông minh IQ nhé. Chỗ này chỉ để điện thoại thường thôi ạ. Ok, giờ em sang bên sang cần số để giới thiệu cho anh em ạ. Em giới thiệu cho anh em về cần số của chiếc xe Tucson bản đặc biệt này. Chiếc xe Tucson thì sử dụng hộp số là hộp số tự động 6 cấp nhé. Và đây là các nó sử dụng hộp số là số thẳng đấy ạ. Và phía sau này sẽ là có phanh tay bằng phanh điện nhé. Đấy, có chế độ là Most Driver là 3 chế độ lái ạ. Và có Auto Hold là phanh tự động nhé. Tại sao là sử dụng phanh tự động? Khi mà mình sử dụng đèn xanh, đèn đỏ ấy, dừng đèn đỏ nhé, thì mình đang vẫn để chân ga, mình phải đặt chân phanh đúng không ạ? Thì muốn là xe phanh tự động cho mình chuẩn bấm chữ Auto Hold rồi. Khi mà hủy như nào? Để điều kiện hủy đó chính là mình cần bấm ga thôi ạ, là tự động nó hủy rồi ạ. Và có chế độ phía dưới này, đó chính là có chế độ hỗ trợ xuống dốc nhé. Và đằng này là có chính là có để cái hộp để tàn thuốc lá đấy ạ. Rất là ưu ái cho anh em nam ạ. Giờ em sẽ sang bản tiêu chuẩn xem có sự khác biệt nhau không ạ. Đây là bên chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn sản xuất 2020 ạ. Nó là sử dụng hộp số là hộp số số tự động 6 cấp nhé. Và đây hộp số thẳng đấy ạ. Và đằng này thì xe nào có chế độ Most Driver là có 3 chế độ lái, thì là chế độ Eco, chế độ Sport và chế độ Comfort là chế độ bình thường ạ. Và đằng này sẽ là có thêm này, đây là hỗ trợ xuống dốc này. Nhưng mà sẽ không có giống như bản đặc biệt, đó chính là có Auto Hold ạ. Auto Hold là phanh tự động nhá. Đó. Và không có chỗ này nữa, đó chính là cái phanh tay là phanh điện ạ. Nó là phanh cơ nhá, phanh cơ bằng chân đạp chân đấy ạ. Giờ em sẽ quay cho anh em với cái đạp chân nó như thế nào ạ. Phanh tay, phanh chân của phanh tay nó chính là chuyển về vị trí chân đạp đấy ạ. Của chiếc xe Tucson bản tiêu chuẩn nhá, chứ không phải phanh bằng điện giống bản đặc biệt đâu ạ. Đấy ạ. Đó, em như này nhá. Ok, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng quan về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Tucson đặc biệt và bản tiêu chuẩn xem có sự khác biệt nhau không. Em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt. Thì hàng ghế thứ hai nó sử dụng nó chính là ghế ghế da nhá. Và nó là ghế giống như hàng ghế đầu tiên, nó chính là màu be, kia là phải màu đen nhá. Và hàng ghế thứ hai nó sẽ được gặp được 60-40 đấy ạ. Giờ em sẽ đi vào bên trong xem là có thêm được cái gì nữa không ạ. Đó chính là hàng ghế thứ hai thì sẽ là có thêm nữa, đó chính là có cửa gió điều hòa nhá. Hàng ghế thứ hai giúp cho hàng ghế thứ hai ngồi sẽ làm mát nhanh hơn. Và phía dưới này thì sẽ có là cổng sạc điện thoại nhá. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Sẽ có cổng điện sạc điện thoại nhá. Về ngồi thì em sẽ cảm giác là hàng ghế thứ hai của chiếc xe Tucson ấy thì ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Và
thêm nữa đó chính là cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama như em giới thiệu cho anh em. Đây ạ, cửa sổ trời đấy nhá. Đó. Để em giới thiệu luôn cho anh em. Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn xem có sự khác biệt gì không nữa nhá. Em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn ạ. Nó sẽ giống như bản đặc biệt, đó chính là cũng là ghế da và ghế da màu be, tạo ra không gian rất là rộng rãi và hàng ghế thứ hai sẽ gặp được 60-40 nhé. Đấy, giờ em sẽ đi vào bên trong xem có sự khác biệt gì nữa không. Đây ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Tucson bản đặc biệt này thì bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ cũng có thêm cửa gió hàng ghế thứ hai này. Và đằng sau này thì sẽ có đó là cổng điện thoại nhá. Cổng sạc điện thoại đấy ạ. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này sẽ không có cửa sổ trời này. Đó, không có cửa sổ trời nhá, toàn cảnh nhá. Trần nó là trần phẳng đấy ạ. Đó, anh em thấy chưa ạ? Ok, giờ em sẽ sang về động cơ để giới thiệu cho anh em xem nó có sự khác biệt với nhau không. Đây, em đã mật lắp capo cho hai chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn ạ. Giờ em sẽ sang giới thiệu cho anh em nhé. Về thứ nhất là về công suất động cơ thì của hai chiếc xe này thì giống hoàn toàn giống nhau nhé. Về công suất cực đại của nó đang là 155 Nm cho 6.200 vòng trên phút nhé. Và moment xoắn cực đại nó sẽ cũng giống nhau luôn là 192 Nm cho 4.000 vòng trên phút ạ. Dung tích bình nhiên liệu là 62 lít ạ. Vẫn sử cùng nhau là sùng do một động cơ, đó động cơ Logo 2.0 ạ. Đây ạ, em sẽ đi vào chi tiết cho anh em bây giờ bản đặc biệt trước nhé. Bản đặc biệt đây ạ. Đó. Đây là nước rửa kính này. Động cơ này, DOHC là chủ cam kép nhé. Đó. Cổ hút được để lên rất là cao rồi. Ok, giờ em sang sang bên bản tiêu chuẩn xem có sự khác biệt nhau điều gì không. Đó. Đây, hai động cơ, khoang động cơ giống hoàn toàn giống nhau nhé. Không khác nhau một điểm gì cả. Về động cơ này, từ thiết kế, sự bố trí này của hai động cơ giống hoàn toàn nhau nhé. Ok, giờ em sang bên tổng quan để giới thiệu cho anh em về tổng quan và những tính năng an toàn của hai chiếc xe này thì có sự khác biệt nhau gì không. Thì em xin phép được đi vào chi tiết cho anh em nhé. Em giới thiệu cho anh em về tổng quan của chiếc xe này. Thì về tổng quan thì về kích thước tổng thể thì hoàn toàn giống nhau nhé. Kích thước dài đang là 4m480, rộng là 1m850 nhé. Và cao là 1m660, kích thước là giống nhau. Chiều dài cơ sở đang là 2m670 và khoảng dáng gầm xe sẽ đang là 172cm. Đó, đấy là về kích thước tổng thể. Những tính năng an toàn của nó thì sẽ có sự khác biệt nhau đấy ạ. Đó chính là có giống nhau, đó chính là cảm biến lùi đều có hết nhé. Camera lùi cả hai phiên bản cũng đều có hết nhé. Cảm biến góc trước thì cả hai phiên bản đều không có, chỉ dành cho bản turbo thôi ạ. Còn sự khác biệt đó chính là có phanh tay điện tử như em đã giới thiệu cho anh em rồi này. Cốp điện thông minh này, cốp điện thì dành bản đặc biệt thì sẽ có cốp điện thông minh thôi ạ. Còn bản tiêu chuẩn này thì sẽ không có cốp điện nhé, chỉ là cốp cơ thôi ạ. Và có cùng giống nhau nữa đó chính là hỗ trợ xuống dốc đấy ạ. Hỗ chống bó cứng phanh ABS này. Cân bằng điện tử xe SC là hoàn toàn có giống nhau này. Và có kiểm soát thân xe này, kiểm soát lực kéo này sẽ giống nhau nhé. Nhưng mà bên trong như nó em quên mất không giới thiệu cho anh em đó phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu bên trong xe thì bản đặc biệt thì sẽ có thêm đó chính là có la bàn và chống chói tự động ạ. Còn bản tiêu chuẩn này thì sẽ không có, đó chính là có la bàn ở trên gương và có chống chói tự động nhá. Thì bản đấy sẽ không có. Đấy. Và có cả cái bản đặc biệt thì sẽ có thêm được, đó chính là có phần tử giảm xóc hiệu suất cao ạ. Còn bản tiêu chuẩn này sẽ không có cái đấy đâu ạ. Và có cái nữa đó chính là túi khí như em giới thiệu cho anh em. Bản tiêu chuẩn này thì sẽ là có 2 túi khí thôi ạ. Còn bản đặc biệt thì sẽ là có 6 túi khí nhá. Hay có 6 túi khí đấy ạ. Và hệ thống chống trộm sẽ hoàn toàn giống nhau ạ. Tổng các màu xe thì sẽ có 6 màu ạ. Hai phiên bản này hoàn toàn các màu giống nhau, không có sự khác biệt nhau về màu xe ạ. Gồm có màu trắng mình đang xem rồi đấy ạ. Màu bạc ạ, màu đỏ đô, màu đen, màu vàng cát và màu ghi vàng ạ. Tổng nó sẽ có 6 màu nhá. Ok, thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy em còn thiếu những gì hãy comment em về phía dưới nhá, để em sẽ sửa đổi về video khác. Còn nếu anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em, để em sẽ giới thiệu về xe cho anh em
toàn bộ các dòng xe của xe Kia Hyundai, cũng như em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em một cách liên tục và liên tục để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua bản cao cấp hơn. Ok, em xin phép em dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.